Xin kính chào tất cả các bác. Ở video clip này xin gửi đến các bác một bộ cấu hình gồm một đôi loa Bose 301 CD2 monitor. Và đôi loa Bose này có giá 7 triệu đồng. Đôi loa Bose đẹp xuất sắc luôn. Và em xin ghép vào một chiếc âm ly karaoke của Nhật Bản, bởi vì có rất nhiều bác hỏi em là những chiếc âm ly karaoke này ghép với những đôi loa Bose, loa BMB 450C vân vân. Hay đến dòng loa BIK, dòng loa chuyên để karaoke như vậy các bác, thì nó có hay hay không? Nó có bằng được âm ly Jaguar Hàn Quốc không? Thì câu trả lời này nó rất là khó các bác. Nếu các bác thiên về chất âm trong sáng cũng như là cần cái kinh tế các bác, và có một chất âm trong sáng, thì các bác chọn những dòng âm ly của Nhật Bản như vậy, hay là những dòng âm ly Nhật Bản nói chung. Còn nếu các bác muốn một cái chơi một cái theo cái đường lối cũ các bác, là gọi là sự lựa chọn an toàn các bác nhá, là các bác không quan trọng về giá cả, là các bác chọn mua một chiếc âm ly Jaguar. Đó, Jaguar chính hãng các bác nhá, chứ em không nói về đồ tàu ở đây đâu. Đồ tàu là không không nói. Thì những chiếc âm ly Jaguar nó cũng có thế mạnh của nó, tiền nào của đấy các bác. Thế mạnh của nó là dễ chỉnh, dễ hát, và đặc biệt nó dễ thanh khoản. Cái vấn đề thanh khoản là mới là cao các bác nhá. Những chiếc âm ly Jaguar các bác có thể mua về 4, 5, 6 triệu tùy đời, cũng là tùy chất lượng. Có những chiếc lên đến 15, 16 triệu. Đơn cử những chiếc Jaguar 506 các bác. Nhưng mà khi các bác chơi chán, các bác thanh khoản đi, có nhiều người còn nói vui là bán không lỗ các bác. Nhưng những dòng âm ly Nhật Bản như vậy thì cái giá trị thanh khoản của nó hầu như là nó rất là khó. Bởi vì những chiếc âm ly đấy các bác mua giá chỉ có 2 triệu, hơn 2 triệu đồng. Một chiếc âm ly vừa nghe vừa hát, thậm chí chất âm nó còn hay hơn cả dòng Jaguar. Và hát nó cũng không thua kém, thậm chí nó trông rú tốt hơn cả những chiếc âm ly Jaguar. Nhưng trở ngại lớn nhất là nó sử dụng toàn bằng chữ Nhật. Thứ hai là nó không nổi tiếng. Ngay ở thị trường Nhật Bản thì những chiếc âm ly này rất là nổi tiếng, nhưng mà về Việt Nam thì nó lại không nổi tiếng các bác. Nó là dòng âm ly karaoke chuyên nghiệp của Nhật Bản các bác nhé. Và những nút của nó bằng sử dụng tiếng Nhật hết. Trước mắt các bác đang là một chiếc âm ly MA2500 của Victor. Đây là dòng âm ly của Victor. Nó karaoke, những dòng âm ly của Victor thường nó được tích hợp một trong những cái chip xử lý vang số, nghĩa là chip số digital các bác. Nó không những dòng Jaguar căng nắm thì chỉ sử dụng là núm béo vang liền đến vang rời các bác nhé. Nên là có một con chip vang nhưng mà chưa phải là kỹ thuật số. Thì đây là dòng này nó là kỹ thuật số, thuật toán số như những dòng vang cơ các bác. Nên là tiếng nó rất là hay. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những dòng Jaguar cũng không hề kém cạnh. Dòng Jaguar nó cũng rất là hay các bác, nếu các bác để karaoke. Còn nếu các bác thiên về nghe nhạc, cả karaoke thì thiên về nghe nhạc các bác nhé, thì đây các bác sẽ sử dụng chọn các bác là hãy chọn những chiếc âm ly Nhật Bản như vậy, để các bác nghe nhạc nó rất là trong trẻo. Khẳng định luôn độ tĩnh nền cũng như là độ điện động nó hay hơn rất nhiều so với cái âm ly Jaguar hàng xịn thì các bác nhé, đừng nói hàng tàu không để vào đây so sánh được. Và em đã ghép vào đôi Bose 301 CD2 monitor bên em giá 7 triệu, đẹp xuất sắc. Con âm ly này để các bác giá 2.500.000 đồng. Công suất của nó là 190W, các bác có thể đánh được hai đôi Bose như vậy luôn, rất tuyệt vời. Đó, chiếc âm ly rất khỏe, nó tương tự những dòng Jaguar đó các bác. Và em đang ghép vào một đôi Bose này, chiếc âm ly giá 2.500.000, đôi Bose giá là 7 triệu, tổng là 9.500.000 đồng. Và bây giờ em sẽ đi vào cho các bác, tí nữa em sẽ quay chi tiết chiếc âm ly, và tí em sẽ đi vào test một đoạn karaoke các bác nghe thử nhá. Em sẽ hát bài Tình Ta Bề Mặt Đồng Xanh. Các đừng quên tay mic bên em giá chỉ 900.000. Những chiếc mic này trông rú rất tốt, đứng ngay trước mặt loa luôn. Quyền anh xa hơi khi chân mây ưng hồng. Quyền anh xa hơi đâu có phải chi mưa gió trên đoàn thuyền, ai đâu vui sóng xô anh nhớ đồng làm quê cánh cò bay trên tháp lùa đời tự do. Ôi chan chứa bao tình vì tương lai ta đôn giòn mồ hôi. Đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thầm canh mãi chiều.
sao em cứ bồng bồng buồn. Thuyền anh mang về cho cá bạc đầy quang. Cá bạc đầy quang để màu da em da hồng. Lúa vàng chiều bồng cho má hồng em tươi. Biển sông ta muốn chung mà băng qua ở hò hò ơi. Rồi em xin test một đoạn như vậy thôi. Các bác có thể thấy là khi đứng trước camera trước có 1 mét thôi, em có thể gào thét gầm rú trước một bộ cấu hình chưa đến 10 triệu đồng đô la Mỹ bốt huyền thoại giá 7 triệu và chiếc âm ly giá 2.500.000 đồng. Và bác nào có nhu cầu lấy lẻ từng món hay lấy cả bộ cấu hình này thì hãy nhắn tin cho em qua số điện thoại hoặc gọi điện 098 119 3686. Đó các bác, vừa gào một tí cổ họng ngay lập tức xuống giọng luôn. Cổ họng của em rất là kém và xin các bác hãy thương em, hãy thương em một chút thôi. Nhắn tin cho em. Nếu các bác lấy thì các bác chỉ cần nhắn tin với nội dung là chốt bốt 301, chốt âm ly Victor MA2500 hoặc là chốt A, chốt B, chốt vân vân, chốt ABC. Các bác chốt sản phẩm nào các bác nhắn tin như vậy thôi thì em sẽ ngay lập tức em sẽ đáp hồi lại các bác. Bởi vì có những lúc giọng em nó không lên được tiếng, thậm chí nhiều bác đến nhà rồi thì biết đấy, nói không ra tiếng, nói cứ như thể vịt đực, các bác không ra tiếng được. Bởi vì các bác phải hiểu, một ngày em nói đến quá 12 tiếng, mồm em nói liên tục các bác. Hết quay video thì tiếp khách đến nhà, ngay đằng sau em có 4-5 bác khách đấy các bác, đang ngồi đằng sau em. Thế nên là các bác hãy thông cảm giúp em. Có mấy bác khách đang ngồi đằng sau em đấy ạ. Xong video này em lại tiếp khách thôi, nên là nói liên tục, cái mồm của em nó nói liên tục với các bác. Nên là các bác thông cảm giúp em. Và thương em thì nhắn tin để chốt hàng. Còn các bác gọi điện em vẫn tiếp, các bác thông cảm giúp em. Nhiều bác gọi điện em không có thời gian nghe. Khách đến nhà nào thì tháo đồ, lắp đồ, tư vấn, thời gian đâu mà nghe điện thoại được các bác. Xong trong thời gian tới em sẽ thuê thêm một nhân viên nữa để chuyên tiếp điện thoại cho các bác. Và những một số điện thoại chuyên tư vấn là điện thoại của em đây ạ. Và một số điện thoại chuyên chốt hàng để các bác gọi điện mua hàng để không bị nhầm lẫn các bác nha. Và một số điện thoại chuyên để bảo hành. Đó rồi, em xin cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua. Một bộ cấu hình tuyệt vời giá chỉ 9.500.000 đồng, đôi loa giá 7 triệu, chiếc mini đây các bác, chiếc mini Victor MA2500 đây các bác. Em sẽ quay kỹ chiếc mini này các bác xem. Nó có hai bên tản nhiệt rất là gấu các bác nhá. Và khi nóng lên thì nó sẽ quay quạt. Em đánh đôi loa bốt từ nãy giờ nó không hề tạo ra nhiệt và nguồn nó lớn như những dòng 5-6 luôn. Âm ly nặng đến hơn 15 cân rất là gấu các bác nhá. Có quạt tản nhiệt mỗi khi nóng thì nó sẽ quay. Đó, còn không nóng thì không quay các bác. Và đây là nút mic của nó đây, mic 1, mic 2, mic 3. Mic 1, mic 2, mic 3 em sẽ dán tem đè các bác, khi nào các bác dùng xong các bóc bỏ. Các bác thuộc rồi các bác sẽ bóc bỏ. Đây là nút vang, đó. Nút vang, nghĩa là to nhỏ của vang. Ở dưới là các hiệu ứng thê cho và vang nhá. Chỉnh bát của mic, chết của mic, bát của nhạc, chết của nhạc và chỉnh bát của vang, nhạc tép của vang đó. Nó như một chiếc vang cơ luôn. Và chiếc mic đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. 2.5 triệu thôi các bác, công suất 190W, 2 cầu ABA cộng B đánh 2 đô la bốt này được. Giá cực kỳ rẻ, đô la bốt đẹp xuất sắc các bác. Đó, rồi xin chào các bác.